là mơ. Thật không tin ở trước mặt thầy Bắc Hang Seo đã tạo cho nơi này một bước ngoặt, cờ đỏ sao vàng hòa chung với những giọt nước mắt, cả huy chương vàng đã dành sau bao lần bị tước mất. Hàn Quốc xa xôi có người đàn ông đang bị mất việc, chính vợ ông người đã thúc giục cơ ông ra ngoài tìm việc. Mãi miết cảm thấy khó chịu với ông chồng và muốn đuổi ra khỏi nhà thôi, thậm chí bà còn âm thầm viết đơn xin việc cho chồng gửi qua môi giới. Bây giờ đại diện Việt Nam đang sang Hàn Quốc để tìm người thay thế vị trí Hữu Thắng để lại sau những giải đấu buồn rũ rượi, và ông chính là lựa chọn thứ hai sau khi Takeshi từ chối hứa làm phát triển bóng đá Việt Nam. Còn làm thế nào ông không nói, nhấp nhoáng bản hợp đồng thương thảo được sẵn thời hạn là 2 năm. Truyền thông Việt Nam cũng như Hàn Quốc bây giờ cũng chẳng mấy quan tâm, người hâm mộ có quyền hoài nghi và chỉ rải tiếp theo cũng sẽ nát khi chuỗi thất bại với đội bóng cũ và bị danh ngủ gật của ông bác. Thật sự ở Hàn Quốc được đánh giá không cao, cô gái cấp ấy cũng bác bỏ công lao liên tục chứng minh tài năng sáng như ban ngày. Không sao, thậm chí ông đang chuẩn bị xa nghệ bởi thành tích bác bác không hồi kết. Điểm sáng lớn nhất trong bản CV là từng làm trợ lý cho Hidden hết. Bao nhiêu khó khăn ta vượt qua, chạy theo từng bước chân cùng họ la. Đừng vội vàng từ bỏ, đừng vinh quang vấn đời, vì một ngày không xa ta sẽ bùi hung và cùa gieo tiếng quốc gia. Dù chồng gai luôn bước qua mỗi năm tháng chiến đấu chiến tích đánh dấu, ta vẫn luôn chung tay không lung lay. Thử thách cuối cùng bước sang Việt Nam với tâm thế một kẻ hết thời, tâm trạng mơ hồ. Bác Hang Seo bắt đầu chinh phục thử thách mới, mừng cho ông bố nên khi tạm biệt con trai mỉm cười và đưa tay chạy sang Việt Nam và hãy làm thứ bóng đá khao khát từ xưa nay. Tuyên bố sẽ đưa bóng đá Việt Nam vào top 100 của thế giới, sau đó sẽ quyết đổi màu huy chương ở kỳ SEA Games đang chờ đợi. Và bây giờ ai cũng nghĩ đó chỉ là những lời xã giao, nhậm chức lần đầu phát ngôn ủng hộ để cho sướng miệng thì đã sao. Nhưng ông không chỉ nói xuống tất cả phía trước những lời nói đó, đến bây giờ cực đúng gặp bóng đá Việt Nam như rồng gặp nước. Chi lý đơn giản nhưng vô cùng thực dụng, tạo cơn để chấn lên ngôi Á quân trên đất Thường Châu đầy tuyết trắng. Vô địch AFF tứ kết ASEAN vượt dậy tinh thần đầy quyết thắng, các liệu pháp đã được đền đáp với những thành tích tầm châu lục. Tiếng vang liên tục gặp đối thủ mạnh, những trận cầu khó ông đâu phục. Cũng đã đến lúc đổi màu huy chương tại giải đấu của Ao Làng, đánh bại Indo vô địch SEA Games chứng minh sức mạnh của cờ đỏ sao vàng. Bao nhiêu khó khăn ta vượt qua, chạy theo từng bước chân cùng họ la. Đừng vội vàng từ bỏ, đến vinh quang vấn đời, vì một ngày không xa ta sẽ bùi hung và cùa gieo tiếng quốc gia. Dù chồng gai luôn bước qua, mỗi năm tháng chiến đấu chiến tích đánh dấu, ta vẫn luôn chung tay không lung lay. Thầy không thể biến mùa hạ thành đông, nhưng có thể biến đêm này thành bão. Một đêm không ngủ mà đất chữ S tinh thần dân tộc được đẩy cao. Trải qua thành công không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên quê hương mình, nước cười từng bị sâu cận tại Hàn Quốc giờ thành nhân vật của năm được tôn vinh. Luôn mang trong mình tư thái nghiêm túc, còn là người che sạc của các cầu thủ, ngoài sân là người thầy hết sức mẫu mực, bên trong thành người bạn chia sẻ mọi tâm tư. Khẳng định Việt Nam cho còn sợ Thái Lan thâu tóm mọi danh hiệu giòn giả, vì chẳng lý do gì ta không có quyền mơ một giấc mơ World Cup không còn xa. Lập nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, ông còn lập kỷ lục về số lần ăn thẻ, điều đó càng chứng minh lòng nhiệt huyết bảo vệ cầu thủ như con đẻ. Tố chất lãnh đạo tư duy đỉnh cao thầy bắt được có không phải sao, các cầu thủ luôn ra sân với triết lý quyết thắng bất cứ đối thủ nào. Nếu như ngày đó người đàn ông ấy không bị mất việc, một chút hoài nghi bị danh ngủ gật mà từ bỏ, liệu Việt Nam có thật sự bất diệt khi chỉ trông chờ vào cầu thủ tài năng thì không chắc. Nhưng thế hệ vàng ngày nay của Việt Nam được sinh ra là dành cho ông bác. Bao nhiêu khó khăn ta vượt qua, chạy theo từng bước chân cùng họ la. Đừng vội vàng từ bỏ, đến vinh quang vấn đời, vì một ngày không xa ta sẽ bùi hung và cùa gieo tiếng quốc gia. Dù chồng gai luôn vượt qua, mỗi năm tháng chiến đấu chiến tích đánh dấu, ta vẫn luôn chung tay không lùi.